Chuyển đổi số là xu thế tất yếu, khách quan, có vai trò rất quan trọng đối với mọi quốc gia. Nhằm thông tin trao đổi và chia sẻ với các cá nhân, tổ chức những nội dung liên quan về chuyển đổi số mà tỉnh Thừa Thiên Huế đang triển khai thực hiện, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tổ chức đối thoại trực tuyến với chủ đề chuyển đổi số, tăng trưởng bền vững và hội nhập. Chủ trì đối thoại có Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình và Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Xuân Sơn. Buổi đối thoại được phát trực tiếp lúc 13:30 ngày 9 tháng 11 năm 2023 trên cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế www.thuythienhue.gov.vn, fanpage của Ủy ban nhân dân tỉnh www.facebook.com/Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và các nền tảng kỹ thuật số của đài TRT, website www.trt.com.vn, fanpage trt.com.vn, YouTube phát thanh truyền hình TRT. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.